Hello, hello everyone. Rồi, hi, chào các bạn. Hôm nay mình đi chợ mà gặp mưa nữa. Mình mua cái bánh ướt nè. Bánh ướt về, bánh ướt chả lụa rồi về làm ăn. Ăn thử, lâu quá không ăn đây, ăn thử. Mời tất cả các bạn cùng xem cho vui nha.
chào các bạn. Hôm nay trời cũng mưa râm râm, mình đi chợ cái mình mua bánh ướt. Thay đổi sang khẩu vị. Nam nặng bánh ướt với lại chả lụa. Chả lụa nhiều loại lắm. Này là chả lụa nè. Này là nem nướng nè. Này chả chả tiêu. Này chả tiêu. Rồi cái này chả chiên, 4-5 thứ rồi. Rồi mời các bạn cùng xem cho vui. Ăn với lại giá trụng. Rồi cái này dưa leo. Rồi rau sống, ngò rí, rau sống. Rồi giá trụng nè. Mời các bạn ăn cho vui nha. Ngon lắm, lâu lâu ăn thử ngon lắm. Rồi, mời các bạn ăn cho vui. Ngon. Rồi bánh ướt 2.99 làm sao? Ít đồng 99 làm sao? Hơi lộn, sorry. Đồng 99 sao mà mới ở trong lò. Vô lò mình mua rẻ, ở ngoài có 4.99 à. Rau mình ăn cũng vui, ngon. Rất ngon. Chả rau sống một thứ đó. Bên ngoài là lạnh lắm. Ngon quá. Bữa nào các bạn làm ăn thử. Lâu lâu ăn cơm là tới ăn này cũng ngon. Ăn thêm, trưa ăn thêm. Ăn cơm hoài cũng ngán. Đổ món. Ăn lộn nó sống rồi vô. Dưa leo. Cái này mình ăn nữa không tuột, nó không tuột, hoàn cấp tuột. Lâu ăn ngon các bạn. Giá nó trụng cũng ngon. Trụng cho nó ráo ráo vô phải ngon. Để sống ăn cũng được mà trụng cho nó an toàn. Bỏ hành phi rồi lên. Có hành phi nữa không? Thơm ngon lắm. Ngon, rất ngon. Không ngán. Cái này mới mua không ngán.
ngon. Rất ngon. Các bạn làm thử cho vui. Đúng không? Mua tới 10 phao 5kg 4kg mấy gần 5kg. Có đồng 99 phao. Mua tại chỗ á, chỗ hãng nó làm á. Còn mua ngoài chợ thì 499. Nhưng mà ăn không ngon. Mua tại chỗ, tại lò. Ngon. Có chưa leo rồi. Ngon. Cá tiêu. Có rau để vô ăn rất ngon. Ăn này mình làm nước mắm mà làm tỏi ớt vừa ăn ngon. Các bạn thử ăn đi, nước mắm chua ngọt ăn rất ngon, có ớt nữa, tỏi đâm vô làm nước mắm chua ngọt ăn ngưỡng lắm. Có bên đây cũng có đầy đủ thôi, nước ướt cũng có, cái gì nhờ tướng bộ rồi, cái gì cũng có hết. Có rau sống xà lách đủ. Bạn ăn lộn sống được không? Giúp cá là đủ. Hôm nay có cốc nữa nè, 2.99 phao. Có khi 3.99. Ngon lắm. Mua 8 đồng. 8 đồng hết tô này nè. 8 đồng nhiêu này nè các bạn. Bình Việt Nam rẻ chết luôn ha. Bên này 8 đồng trái chút chút không được trái bự.
có khi nhỏ hơn nữa đó. Thái bánh lớn vậy nè, khi nhỏ hơn kệ thèm ăn bậy vậy chứ lâu ăn quá không. Việt Nam thôi chín rồi đó, trời ơi. Ngon quá, ăn không thấy ngán, không thấy dầu mỡ, ngon lắm, nóng hổi à, ngon lắm. Bà mua làm ăn thử, dễ làm. Có ngò rí rồi vô, thơm lắm. Mà hành phi rồi. Rất là ngon. Quá khó rồi không? Nhiều quá trời, mang hết luôn. Nhiều quá.
Dạ anh em này mình mua về mình sắc ăn liền, nóng hổi. Này chả chiên nè các bạn. Chả chiên á, nhiều loại lắm. Chả dài, chả tròn. Chả nguyên một nửa cái kia, nửa ký cũng có. Đúng rồi. Đủ ha. Nó uống nước nữa. Nước này nước cam mà, V8. Rút. Ngon hơn cốc. Bên này lâu lắm mới ăn được cốc. Lâu lắm chợ mới bán á. Có nhiều khi chợ không có bán. Ngọt. Nhỏ lá mặn ngọt ghê, giòn. Ngon. Chua chua ngọt ngọt ngon. Rất là ngon. Chưa có hột, còn non. Nhưng mặn mặn. Chào các bạn nha. Hẹn gặp lại video sau. Cảm ơn các bạn nhiều lắm.